Hello hello, chào mọi người, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube Yogi Travel và mình là Thương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập một cái bài yoga, bài Hatha Yoga. Bài này đơn giản thôi nhưng mà nó sẽ giúp bạn kéo giãn lại những cái deep muscle, những cái cơ mà sâu ở bên trong cơ thể của mình, tạo ra cái cảm giác thư giãn, thoải mái, và đồng thời nó giúp cho bạn quen được cái độ mở của lồng ngực để cái hơi thở mình được vào sâu hơn và dài hơn. Bài này thì phù hợp cho tất cả mọi level, tất cả mọi người đều có thể tập được ha. Và đặc biệt là có thể phù hợp cho những bạn nào mà đang mang thai cũng tập được luôn. Bởi vì mình quay cái video này trong lúc mình đang ở gần tháng thứ 6 của thai kỳ. Mình bầu thiệt mọi người. Mọi người cứ hỏi là nhìn không giống bầu nhưng mà mình bầu thiệt. Mình tăng tới 3kg, hơn 3kg rồi. Nhưng mà nó chỉ vào cái phần này cho nên những phần khác không có gì thay đổi. Thì những bạn nào bầu mà trước giờ có tập yoga hoặc là đã biết qua yoga hoặc là cái cơ thể dẻo dai thì có thể tập được ha. Còn những bạn mà bầu mà chưa tập yoga bao giờ thì mình khuyên là không nên, hãy coi các video khác nha. Và mình bắt đầu bài tập hôm nay thôi. Nào, bài này cần thảm nha mọi người, và cần một cái, nếu mọi người hay đau gối á, mọi người có thể hay đau cái đầu gối nè, chống chống, có một vài động tác mà mình sẽ chống cái đầu gối á, thì mình có thể chuẩn bị thêm một cái gì đó lót lót lên, một cái gối kê khác cũng được để bảo vệ cái đầu gối của mình. Còn gì nữa không? Và nhớ là cái không gian xung quanh của mình thoáng mát, mình có thể mở cửa sổ, mình có thể bật nhẹ quạt, hoặc là mình có thể tập ở ngoài trời buổi sáng hoặc buổi tối đều được hết nha. Nào mọi người sẵn sàng chưa? Mình trải thảm ra và bắt đầu bài tập yoga của ngày hôm nay thôi. Hãy ngồi về giữa thảm của mình và tập cách liên kết hơi thở, tập cách liên kết cái sự chuyển động và cái ý thức trong cơ thể của mình, trong ý thức trong tâm trí của mình vào cái hơi thở mình một vài nhịp nha. Nào hãy ngồi, chéo chân, gác chân về phía trước, gác chân lên đùi, cái nào cũng được hết. Lắc lư nhẹ vùng hông của mình nè, lắc phải lắc trái thoải mái. Cho tới khi mà mình thấy cái vùng xương hông như này ngồi chắc được và thoải mái được, kiểu như là nó nặng xuống sàn, đều êm lên mặt sàn. Sau đó mình lắc lư hai cái cánh tay, đánh phải đánh trái về hai bên, lắc lư cái cổ của mình luôn. Cho tới khi mình thấy thoải mái thì rớt nhẹ nó lên hai cái đầu gối của mình. Nào mở vai lồng ngực ra, hãy cùng nhau hít vào một hơi thật sâu và dài. Kéo hơi thở cao lên và mình thở dài ra. Và nhẹ nhàng khép nhẹ hai mắt lại và hướng sự chú ý của mình vào bên trong. Nào lúc này chỉ còn mình với tấm thảm yoga và với cái cơ thể của mình thôi. Bạn bắt đầu để ý vào nhịp hít dài và thở dài qua mũi của mình. Nếu một vài nhịp ban đầu khó quá, mọi người có thể thở qua miệng cũng được. Nhưng mà quen rồi thì nên hít thở qua mũi nha. Mở nhẹ hai vai và thăng bằng hai cái bả vai của mình. Các đốt sống cổ của mình cũng được duỗi thẳng theo lưng, không có ưỡn lên nhiều quá hay là cúi xuống nhiều quá. Tìm cái vị trí thăng bằng cho vùng cổ nào. Hơi thở nhẹ nhàng. Và mình bắt đầu cảm giác nhịp thở mình dài ra. Mình hít rồi thở nha, chứ đừng hít gấp quá hoặc là thở gấp quá. Hãy kéo nó thành một cái đường dài, rồi cũng buông nó ra theo một cái đường dài. Và đem sự thư thái hướng lên gương mặt của mình. Thoải mái da trên gương mặt của mình ra. Sau đó mình đặt nhẹ tay trái lên vùng bụng của mình và mình đặt tay phải lên vùng lồng ngực.
và bắt đầu cảm nhận những cái chuyển động của vùng bụng và vùng ngực mình. Nếu bạn đã coi các cái video trước về các bài tập hít thở thư giãn và thiền thì bạn đã biết cách hít thở 3 thì hoặc là 4 thì mà mình hướng dẫn nha. Nào mình hãy lặp lại những cái hơi thở như vậy. Hít vào nâng vùng bụng dưới, bụng trên, cơ hoành lồng ngực. Thở ra hạ từ trên xuống. Cho tới lộn rộn, mình hóp nhẹ vào và đẩy sạch sẽ khí ra. Nào lặp lại, lên xuống nhẹ nhàng. Hít vào rồi thở ra chậm thôi. Hướng hết ý thức cảm nhận vào sự chuyển động chậm của vùng bụng và vùng lồng ngực của mình. Cuối cái nhịp hít vào, mình hãy ngửi một chút và không làm gì hết. Và cuối cái nhịp thở ra, mình cũng thở hết sạch sẽ rồi ngửi một chút và không làm gì cả, để cái hơi thở nó tự đợi ra. Giống như là mình đang giữ khoảng trắng giữa hai cái hơi thở của mình. Lặp lại vài lần, lên xuống vài lần. Sẽ cảm thấy được sự yên tĩnh, sự thư giãn và hơn hết cả là sự thoải mái của tâm trí. Hòa hết vào trong hơi thở của mình. Nhớ hơi thở của bạn sâu hơn, dài hơn một chút nào. Nào một vài nhịp nữa thôi. Thank you.
Sau đó mình sẽ nhẹ nhàng mở mắt ra và mình cỡ hai tay đặt lên đầu gối của mình. Hít một hơi sâu, rồi mình thở ra cùng nhau. Và mình sẽ chặt hai cái bàn chân mình vào nhau ha. Đưa hai cái bàn chân mình chặt vào giữa. Mình dùng ngón cái á, và mình ấn nhẹ vào ngay giữa cái gan bàn chân của mình nè. Cái tay nằm phía ngoài bàn chân, ngón cái ở giữa và massage nhẹ cho cái lòng bàn chân của mình. Nhớ là thẳng lưng ha, thẳng lưng mở ngực. Nào massage nhẹ vào gan bàn chân, day day nhẹ vào gan bàn chân. Sau đó hơi cúi người về trước, cúi người nhưng mà ưỡn ngực ra nha bạn, ưỡn ngực rườn ra. Nào nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm giác sự thoải mái của vùng gan bàn chân. Xoay nhẹ nhàng, xoay nhẹ nhàng. Sau đó mình cúi sâu hơn một chút. Nào cúi và ưỡn ngực, không còng lưng. Và vẫn hít thở như vậy, vẫn thoải mái cái hơi thở như vậy. Sau đó rướn về phía trước thêm một chút xíu nữa. Nào vùng hông sẽ hơi căng một chút xíu, vùng đùi sẽ hơi bị căng một chút. Nào mang cái hơi thở của mình vào vùng đó và lan nó ra. Cảm nhận mình không có co cái đau của mình lại, mà mình lan nó theo hơi thở thì nó tản ra, nó làm đỡ đau hơn. Sau đó mình mở mắt ra và nâng lên. Lần này mình lồng các ngón tay mình vào và đan lại, nắm lấy cái bàn chân này, chặt hai cái đầu bàn chân vào nhau. Nhịp 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 hai cái đầu gối lên xuống nhẹ nhàng. Nhịp nhịp nhịp, những bạn nào mà chưa biết là lên này, xuống lên xuống, và cứ nhanh lên thôi, đi cùng tốc độ á, lên xuống cả hai bên. Nhịp nhịp nhịp, bây giờ cảm nhận cái hông thoải mái hơn chút rồi. Lên nhẹ nhàng, xuống nhẹ nhàng, đập 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 nhẹ nhàng. Và rườn về phía trước, nâng lên. Một nhịp nữa nha, rườn mạnh về phía trước và nâng lên. Nào lúc này dùng hai cái tay này, mình nhìn cái đầu gối căng xuống một chút. Nào dẹn ra, dẹn ra, đầu gối căng xuống thì người mình cúi về phía trước một chút nha. Nào dẹn hết ra rồi nâng lên. Một nhịp nữa nha, đẩy cái đầu gối căng xuống, dẹn hết ra, rườn vai về trước một chút. Rồi mình nâng lên và mình duỗi chân bên phải của mình ra. Nào duỗi ngang ra, khép chân trái vào bên trong và ngồi lên, ngồi thẳng lưng lên. Mình nhịp lên xuống cái đùi một chút và chĩa cái gót chân bên phải của mình lên trời ha. Sau đó mình nhìn cái đùi căng xuống, kéo sát chân vào. Nào lắc lư bên phải bên trái một chút nè, để vùng hông ngồi được thoải mái xuống dưới sàn. Sau khi ngồi chắc được rồi, mình không bị duỗi về trước về sau nhiều quá ha. Vươn hai tay lên trời, hít vào. Mũi tay và mũi chân đều chỉ hướng hết lên trời. Mình sẽ nghiêng ngang người ha, đánh cái tay phải qua vùng eo và duỗi tay trái nghiêng qua. Thở ra. Nào cảm nhận hết toàn bộ phần lườn này của mình đang căng lên. Mình nhìn lách qua cái nách bên này nè, mở cái nách về sau và nhìn lên trời. Rồi bắt đầu nha, hít vào. Vươn hai tay rườn lên. Thở ra, kéo giãn lườn nghiêng qua. Hít vào, vươn lên. Nhớ là đi hết động tác mới xuống nha. Thở ra xuống. Hít vào, vươn lên, rườn lên. Thở ra, mình hạ xuống. Hít vào lên, vươn cao, tay duỗi người lên. Thở ra tiếp tục xuống, nhìn trách lên trời. Nào năm, chậm rãi thôi. Xuống. Bốn, hít vào. Chậm rãi hạ xuống. Ba, hít vào.
chậm rãi hạ xuống. 2, rướn lên, hạ xuống. Nhịp cuối cùng hít vào. Và lần này mình nghiêng sâu xuống, nghiêng vào sâu hơn. Nếu những bạn mới hãy bậy cái quỳ chọ vào cái đầu gối này và duỗi cái lưng này ra. Nếu bạn vào sâu hơn, có thể bắt lấy bàn chân, tay này nằm lên cái đùi bên kia và mình lách nhìn lên trời, cảm nhận toàn bộ cái lưng này của mình căng ra nha. Mình sẽ giữ ở tư thế người mới nào, ở đây giữ và giãn căng ra, đừng để cái tay này buông lỏng ha, duỗi thẳng ra, giữ lại một chút, cảm giác cái độ căng giãn lúc này, cái cơ bên này này, toàn bộ cái vùng này của mình được giãn căng và mở sâu hết. Lúc này bạn sẽ cảm nhận là cái người mình giãn theo cái chiều này nha. Từ từ mình cúi xuống, nhìn xuống cái chân phải của mình. Sau đó rớt cái tay trái ra, bắt lấy cái bàn chân hoặc là cổ chân. Rồi duỗi cái tay phải về phía trước, cả hai tay đều bắt lấy chân. Nhẹ nhàng điều chỉnh cái người một chút, rồi tới khi mà cái người mình úp hoàn toàn được xuống chân và mình đổ xuống. Đổ xuống, thở ra. Theo khả năng của mình, mình có thể rạp hoàn toàn xuống cái chân như vậy, hoặc có thể chỉ giữ ở đây. Tay mình nắm gối và cúi xuống, nắm cái bàn chân chứ. Và cúi xuống. Lúc này mình thấy cái lưng này không đau nữa, mà là giãn hết vùng thắt lưng phía sau của mình á. Nào, hít thở dài. Và mỗi hơi thở mình có thể vào được sâu hơn một chút. Rạp xuống dài nhiều hơn một chút. Cảm nhận vào cái độ giãn của lưng á, các đốt sống lưng. Kéo ra. Giãn, thở ra. Giãn xuống, thở ra. Nào, một nhịp nữa nha. Ép xuống, thở ra. Sau đó mình duỗi thẳng hai cái cánh tay của mình về phía trước và rướn lên. Nào, ép vào, vươn lên trời, trở lại xoay về vị trí trung tâm. Cánh tay rướn vươn cao lên. Sau đó mình đưa hai tay ra sau lưng của mình này, lồng các đốt ngón tay phía sau lưng vào, nắm chặt lấy. Lắc lư nhẹ nhàng vùng vai. Và cúi về phía trước ha. Rạp về trước này, ưỡn ngực rướn cằm. Sau đó nâng lên, ngồi thẳng. Nhớ là cái mũi chân bên này vẫn chỉ lên trời. Rướn về trước, ưỡn ngực rướn cằm. Nâng lên. Một nhịp nữa nha. Ưỡn ngực rướn cằm. Nâng lên. Và lần này mình ưỡn ngực rướn cằm, giãn về trước và giữ lại. Sau đó mình sẽ rời hai cái tay của mình ra, duỗi về phía trước luôn nè, chồng xuống sàn. Và rạp cái người mình xuống. Theo phương là mình rạp xuống dưới sàn á, mình xoay về bên này, mọi người sẽ thấy dễ hơn nè. Cúi về trước nè, mình bắt đầu bò cái tay của mình ra, duỗi cánh tay ra và từ từ hạ xuống cho tới khi chạm xuống sàn. Lúc này thì cái bụng của mình hơi kẹt á, cho nên mình sẽ chọn cách là hạ cái quỳ chọ xuống. Dựa đây, bạn nào bầu thì làm y chang như vậy ha, còn những bạn mà có thể rạp được hoàn toàn thì hãy hạ xuống luôn. Nào, giữ lại một vài nhịp. Mình hít vào sâu, thở ra dài. Đây là một trong những động tác mà thư giãn hết cho cái vùng lưng phía sau này, vùng thắt lưng, vùng lưng dưới rất là tốt luôn đó mọi người.
luôn có xu hướng rườn cái người về phía trước á, để cái mông nặng nó kéo về sau, nó tạo cái đường giãn hai chiều. Nào một nhịp nữa nha. Những bạn nào mà đang nằm rạp xuống, hãy kéo tay chống về gần gương mặt. Và mình nâng người lên, ngồi lên, quạt hai tay vươn lên trời, trở lại hít vào, duỗi tay rướn căng lưng lên. Sau đó dang ngang hai tay ra, dang rộng hai cái tay ra, rồi lắc vai phải trái và chỉ cái mũi chân bên phải của mình căng ra nào, đáp tay bên trái xuống và ép cái tay phải theo lườn này. Mình dùng cái lực từ cái đầu gối này chỉ xuống sàn và nhấc cái mông lên nha. Nào nhấc lên này, hít vào nhấc lên, dạng căng ra, thở ra hạ xuống. Rồi mình sẽ lặp lại như vậy 5 lần nha mọi người. Nào chống tay bên trái, quạt từ cái gương mặt của mình và ép lên nha. Nào 1 này, hít vào rướn lên, thở ra hạ xuống, quạt từ gương mặt đi lên này, hít vào hướng rướn lên, thở ra hạ xuống, tiếp tục hít vào lên xuống, hít vào lên xuống. Và một nhịp cuối cùng nha. Nào hít vào nâng lên, nào mình giãn ra tay mũi chân căng ra, và mình sẽ giữ đây một chút. Nếu những bạn nào mà tập lâu rồi hoặc là tập tốt hơn, mình có thể ngửa cái lồng ngực và nhìn hẳn lên trời cũng được nha. Còn đối với những bạn mới, hãy duỗi tay, duỗi chân thẳng ra là được rồi. Nào giữ lại vài nhịp. Nào một hơi thở cuối cùng, giãn căng tay chân ra. Sau đó từ từ ngồi xuống lại, hạ tay và hạ mông của mình xuống trở lại. Sau đó mình chập hai cái bàn chân vào, đan lấy và lại nhịp hai cái đầu gối của mình. Hắt lưng nhẹ nhàng, rướn rướn về trước về sau nhẹ nhàng này, đẩy về trước, giãn ra sau. Và mình sẽ đổi qua bên kia nha. Nào khép cái chân bên phải của mình, duỗi chân trái ra. Thực ra nhiều người Việt Nam sợ nắng á, chứ mình không sợ nắng lắm. Vì nắng buổi sáng trước 9 giờ sáng khá là tốt đó mọi người. Mọi người có thể tập mà có một chút ánh nắng xen vào nhìn cũng rất là thú vị. Có thêm vitamin D nữa. Nào mình lắc lư nè, thoải mái vùng hông, vùng lưng, lắc qua lắc lại. Nhớ là chỉ cái mũi chân bên trái lên trời. Và mình bắt đầu nha, quạt hai tay vươn lên trời, rướn lên. Nào mình sẽ nghiêng qua bên trái của mình nè, tay trái đánh qua, tay phải kéo lươn giãn ra, hít vào vươn lên, thở ra giãn qua, cố gắng đi theo hơi thở, hít vào lên, thở ra, hít vào, thở ra, tiếp tục. Nào lặp lại 5 lần. 1, thở ra, 2, hít, mình thở ra, 3, hít vào, mình thở ra, 4, hít vào. Nào thở dài ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Nào thở dài ra. Như hồi nãy, mình có thể vào ở vị trí này hoặc có thể vào sâu hơn, tùy mọi người nha. Nào giữ lại vài nhịp. Sau đó mình sẽ vươn lên trở lại nào. Hít vào, giãn lên, lần này mình úp xuống ha, chỉnh lại cái người mình ngồi thoải mái nè, và cúi xuống, cúi về hướng chân bên trái. Nào duỗi cái lưng giãn ra, mình có thể dùng cả hai tay bắt lấy chân hoặc là nằm lấy ống chân, cúi nè, từ nào úp người xuống chân, thở ra,
hướng cái trán mình xuống cái ống chân và rạp xuống nhẹ nhàng. Cảm nhận vùng lưng được kéo nè, và cảm nhận cánh tay kéo cái người mình căng xuống. Nào để ý vào hơi thở của mình, nhịp hít, nhịp thở làm cho lưng rạp xuống thêm chút xíu nữa. Nhịp hít sâu, rồi thở ra. Mình giữ lại một vài nhịp nha mọi người. Một nhịp cuối cùng nào, mọi người hãy cúi sâu xuống, sau đó duỗi hai cái tay ra và mình lật lên nè, vươn hai tay lên, xoay về phía trước trở lại, xoay thẳng về hướng cái màn hình của mình, rướn lên, sau đó mình đưa hai tay ra sau lưng và lồng lại, nắm chặt lấy nhau, duỗi người về trước về sau một vài nhịp là ép về trước ổn ngực cằm, đưa ra sau hạ mông, duỗi về trước ổn ngực cằm. Đưa ra sau hạ mông. Một nhịp nữa nha. Mình duỗi hạ về trước ở ngực cằm ra. Sau đó mình sẽ hạ tay chống chạm xuống sàn. Và nếu bạn có thể duỗi dài ra được ha, bạn có thể bò dài cái tay ra trước và nằm rạp cái trán xuống sàn thì giữ ở đây. Nếu không, giữ ở cùi chỏ của mình và rươn cái vai về phía trước thôi. Nào giữ lại một vài nhịp. Đối với những bạn đang mang bầu mà cái bụng to quá thì có thể chỉ cần chồng ở đây cũng được rồi, đừng để cái bụng mình kẹt quá nha. Cố gắng là mình duỗi duỗi cái lưng mình, ưỡn ưỡn cái ngực mình về trước á, tạo ra cái độ giãn cho sống lưng. Lặp lại vài hơi thở nữa thôi, hít thật dài. Mình thở ra thật dài. Sau đó mình sẽ chống tay và nhẹ nhàng ngồi lên lại. Đẩy cái người ngồi lên, vươn hai tay lên trời, rướn lên. Sau đó dang ngang hai cái cánh tay của mình. Nào chỉnh lại mông ngồi thẳng, hai tay dang ra. Lắc lư vai một chút và đáp tay phải của mình xuống sàn này. Đừng đáp về phía trước nhiều quá, phía sau nhiều quá. Nó ở trên này thế nào, rớt xuống chỗ đó ha. Vươn cái tay trái ép theo mang tay, duỗi cái mũi chân trái ra. Nào mình bắt đầu nha, nào nhấn đầu gối nè. Vươn lên, kéo lưng dạng ra. Thở ra, hạ xuống. Mình bắt đầu từ hướng cái gương mặt của mình. Nào lên, kéo người dạng ra. Xuống. Lặp lại 5 lần nha. Hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Nào rướn lên. Thở ra. Nhịp nữa nha, rướn căng giãn lên. Thở ra. Nhịp cuối cùng mình sẽ giữ lại nha mọi người, giữ chắc chân tay này, hít vào. Nào mình sẽ giữ đây, duỗi tay ra. Nếu được thì lật ngửa cái lồng ngực lên trời nhìn lên. Nếu không thì chỉ cần duỗi căng cái người từ mũi tay mũi chân trái đây là được rồi. Nào giữ lại vài nhịp. Sau đó nhẹ nhàng hạ mông và ngồi xuống sàn. Mình lại chập hai cái bàn chân của mình vào với nhau và nhịp nhẹ nhàng hai cái đầu gối.
lắc lư nhẹ vùng vai để bị mỏi, đẩy đẩy người về phía trước một chút. Thường là lúc tập mà mình nhắm mắt lại, mình sẽ hướng được cái sự chú ý vào bên trong mà mình kẹp được cái cơ của mình nhiều hơn á. Cho nên nếu mọi người mà biết động tác rồi, hãy cố gắng nhắm mắt lại nhiều nhất có thể. Nào, sau đó đẩy lưng và ngồi lên. Nào, mình sẽ đứng lên đầu thảm của mình và mình tập một cái chuỗi chào mặt trời nhẹ nhàng nha. Và mình sẽ chéo chân và đứng lên phía đầu thảm nha. Mình sẽ chào mặt trời vài vòng nhẹ nhàng. Nào, dụi dụ tay chân của mình một chút, tạo cái sự liên kết của bàn chân với mặt sàn. Sau đó mình có thể khép hai bàn chân lại hoặc mở hai chân ra. Đối với những bạn mà đang mang bầu, hãy mở cái chân ra. Nào, tay mở ngang ra, nào đứng chân phải chân trái, cho tới khi mà cái chân của mình tạo được cái sự liên kết thoải mái với mặt sàn. Nào, mình bắt đầu nha. Vươn hai tay lên, hít vào. Nào, rướn lên, vươn cao ấy, cẳng tay lên. Mở ngang tay, cùi sâu xuống, chạm hai tay xuống sàn, thở ra. Chạm lưng song song với mặt đất, nhìn về phía trước, hít vào. Cùi sâu xuống, mình thở dài. Bước chân bên phải của mình về phía cuối thảm, sau đó hạ đầu gối chân phải xuống, úp mu bàn chân, nào, nhìn về phía trước, mình chống ngón tay này và rướn cái lưng nhìn về phía trước. Hãy giữ đây một chút xíu, giữ cho gối trước của mình vuông góc luôn. Sau khi cảm giác được lực trụ lên bàn chân trước và gối sau rồi, đưa hai tay ra sau lưng và lật cái lồng ngực bằng cái người lên. Nào, ép vùng hàng xuống sàn và duỗi cái tay trái, duỗi cành tay về sau và mình nhìn lên trời. Hít vào một hơi dài, nào, nằm rạp lên cái đầu gối phía trước của mình ha. Và duỗi cành tay sau cao lên, thở ra. Hít vào, ép tay vào mông, ưỡn ngực nhìn lên. Cố gắng trụ chắc vào thăng bằng mọi người. Thở ra, cúi xuống. Nếu mà bạn chưa chắc được về cái tay nằm phía sau thì cứ chạm xuống sàn cũng được, chạm tay xuống sàn cũng được nha. Hít vào lên. Thở ra, cúi nhẹ về phía trước. Tiếp tục hít vào, ngẩng mặt, mở vai, nhìn lên. Rồi thở ra, cúi về phía trước. Nào, nhịp cuối cùng, hít vào, mở ngực, mở vai, nhìn lên. Lần này cúi xuống và mình chạm tay xuống sàn luôn á. Cúi xuống, gỡ hai tay chống xuống sàn và duỗi cái chân bên trước của mình hơi căng ra, chỉ cái mũi chân lên trời luôn. Chạm hai bàn tay, cúi nhẹ người. Sau đó đạp chân trái về phía trước, nhón mũi chân sau, nhấc gối lên, rút về tư thế chó úp mặt nào. Duỗi người mình về sau và dạng lưng rườn ra. Vươn về phía trước tư thế tầm bát. Mình hạ người mình xuống sàn, nào đổ xuống thở dài. Nâng nhẹ lên, rảnh hổ mang, hít vào. Lùi và trả về phía sau. Tư thế chó úp mặt, thoải mái dạng lưng, đẩy về sau. Nào, hãy xòe rộng ngón tay ra và duỗi lưng, lắc lư hông vai qua phải qua trái. Dạng người mình về phía sau. Sau đó mình sẽ bước lên hoặc là đi lên đầu thảm của mình. Từ từ kéo lên cho tới khi chân nằm giữa hai tay. Và cúi rạp xuống, thở ra. Hai tay đặt lên gối, lưng song song với mặt đất. Cúi xuống, chạm tay xuống sàn. Quạt ngang tay và vươn lên, hít vào. Chạm tay, mở ngực, rướn cao, vươn người lên. Chắp về trước ngực và thở ra. Mình tập một vòng nữa cho chân bên trái của mình nha. Nào, quạt hai tay, hít vào. Đứng thẳng, vươn hai tay rướn lên. Cúi rạp về phía trước. Mở ngang tay, đổ xuống, hai tay chạm sàn. Nào, lưng song song với mặt đất, hít vào. Cúi rạp xuống, chạm tay xuống, thở ra. Chân trái của mình rút về sau. Nào, rút xa về phía sau. Chống ngón tay, hạ cái đầu gối trái xuống. Úp mu bàn chân trái xuống sàn luôn, nhìn về phía trước. Cho tới khi mình ổn định được lực ở đầu gối và bàn chân,
đưa tay ra sau đan lấy và rướn cái người nâng lên, hít vào, nhìn lên, cúi nhẹ về phía trước, dạng cành tay ra sau, thở ra, lặp lại, hít vào, thở ra, hít, mình nâng lên, thở, mình hạ nhẹ nhàng xuống, lặp lại, hít vào, thở ra. Hai nhịp nữa nào, hít vào, nâng lên, thở ra, cúi xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, nào nhấc lên. Lần này cúi xuống và chạm tay xuống sàn luôn. Nào hạ hai tay xuống. Sau đó mình duỗi cái đầu gối phía trước này, chỉ cái mũi chân phía trước, và cúi rạp người xuống một chút, đừng để mông ẹo qua trái ha, duỗi nó về phía sau. Nào giữ đây một vài nhịp. Sau đó đạp bàn chân phải chống bàn tay, nhón mũi chân trái, nhấc gối lên, mình rút về tư thế chó úp mặt á. Nào duỗi về sau, lắc lư nhẹ nhàng, giãn lưng, rướn ra sau, vươn về phía trước, tư thế tầm ván, đổ người xuống sàn, nằm rạp người xuống, thở ra, úp chặt chân, lật lên, nhận hổ mang, mở vai nhẹ nhàng và thở về lại tư thế chó úp mặt, giãn về phía sau, duỗi người lại, lắc lư nhẹ nhàng trở lại. Sau đó mình đi lên hoặc là bước lên đầu thảm của mình, cúi lưng xuống, thở ra. Hai tay đặt lên gối, lưng song song với mặt đất, hít vào, cúi rạp xuống sàn, mình thở dài và vươn hai tay lên, hít vào, dang ngang cánh tay, rướn người vươn cao, nhìn lên và chắp hai tay về trước ngực, thở ra. Giữ nguyên cái vị trí người mình đứng thẳng. Bạn đưa hai tay ra sau lưng của mình, lồng các đốt ngón tay lại, hai chân hơi mở rộng một chút, siết chặt lại nào, đẩy mông về phía trước một chút, kéo căng cái cánh tay ra sau, ngược nhìn lên, thở ra, đành tay ra sau, cúi nhẹ người về trước. Tùy theo cái khả năng của mình xuống được tới chỗ nào. Hít vào, nhấc lên nhẹ nhàng lần nữa này, hơi đẩy cái bụng về phía trước, chỉnh cái cánh tay kéo ra sau, ngược nhìn lên trời. Bạn có thể vào sâu hơn nếu muốn. Thở ra, cúi về phía trước, sâu xuống. Hai nhịp nữa, hít vào, nào nhấc lên nhẹ nhàng, duỗi tay, ổn ngực, siết đùi lại. Thở ra, cúi nhẹ về phía trước. Nhịp cuối cùng nha, hít vào, nào nhấc lên, ổn lên. Lần này cúi về phía trước, đành tay, và mình gỡ hai cái tay mình ra, đặt lên đầu gối, sau đó khuỵu nhẹ hai cái đầu gối của mình. Nào hạ hai cái gối, ngồi xuống, mông mình duỗi về phía sau, chỉ cái mông về sau ha, đừng ngọng lưng ha, siết lại này, giữ một chút xíu, sau đó hai tay chắp về trước lồng ngực của mình, nhìn về phía trước, mình giống như là đang định tĩnh á, cơ đùi, cơ hông chắc lên. 2, 3, nào nếu được mình nhón cái ngón chân và đứng bằng cái gót chân, đứng bằng mũi chân nào. Lên, 5, 4, 3, 2, 3, 1, cúi xuống chạm tay xuống sàn và ngồi xuống luôn. Cúi mông mình chạm dưới sàn, tay chân duỗi về phía trước, lắc lư thư giãn cho hai cái gối nhẹ nhàng. Lắc lắc nhẹ nhàng hai gối của mình. Sau đó mình sẽ ngồi trong tư thế anh hùng á, mọi người ngồi vào đầu đầu thảm này, khuỵu cái chân bên trái, chỉ cái mũi chân về phía sau. Ha, mũi chân rướn ra, lúc này cái phần cổ chân nó căng hết ra. Mình lặp lại y chang cho chân bên kia ha.
Nào, nghiêng cái người qua nè, khuỵu cái chân bên phải, duỗi cái mũi chân ra, hai cái đầu gối mở rộng hay khép lại là tùy vào cái cơ địa của từng người ha. Lắc lư bên phải, bên trái, thoải mái. Mình có thể nằm lấy gót chân á, mình lắc qua, lắc lại nhẹ nhàng. Sau đó mình chồng cái bàn tay về sau nè, cái mũi tay mình hướng về mông của mình á, chạm xuống. Xòe cái ngón tay ra và tìm cái vị trí mà vai thoải mái, tay thoải mái. Sau đó mình sẽ nhấc mông mình lên khỏi sàn đấy nha mọi người nào. Nhấc lên nào, nhấc theo khả năng của mình. Cao lên nữa nếu được. Hạ xuống. Còn mình bị vướng cái bụng nên mình chỉ nhấc đúng cái phạm vi mà cái bụng mình cho phép thôi ha. Hít vào nào, nhấc lên. Hạ xuống, thở ra. Tiếp tục, hít vào, nhấc lên. Xít cái vùng mông kéo cao lên. Hạ xuống, thở ra. Nhớ là ngẩng mặt nhìn theo ha. Hít vào, nhìn lên trời. Thở ra, hạ xuống. Hai nhịp nữa nha. Hít vào, nhìn lên trời. Hạ xuống. Một nhịp cuối cùng. Hít vào, nhìn lên trời. Rồi, hạ xuống. Mình có thể khuỵu cái cùi chỏ này và nằm về phía sau, hạ cái cùi chỏ xuống và giữ đây. Nếu bạn nào có thể vào được sâu hơn nữa, mình có thể nằm hoàn toàn xuống luôn nè, ngửa ngửa ra nằm xuống và hạ cái lưng của mình chạm xuống dưới sàn như vậy. Còn nếu không thì giữ tư thế cùi chỏ thôi ha, cái bụng của mình hơi căng nên mình sẽ giữ ở đây thôi. Nhắm mắt lại nghỉ một chút hoặc là buông hạ cái đầu lỏng về phía sau như vậy. Còn có một cách nữa, nếu đau quá thì bạn chồng ở đây thôi nè, giữ nguyên cái tay và hơi ưỡn cái ngực ra là đây là được rồi. Sau đó từ từ mình sẽ ngồi lên ha, chồng cùi chỏ này, chồng bàn tay ngồi lên, sau đó gỡ hai cái chân mình đưa về phía trước. Dạn hết về phía trước nè, duỗi thẳng hai cái chân ra. Hai chân cắt nhau ra chừng hai gang tay. Nhịp một chút, cúi người mình về trước nào. Cúi sâu xuống, hơi cuộn lưng một chút cũng được. Ngậy ở đây một chút xíu. Đưa tay bên phải của mình nè, bắt lấy cái mép ngoài của chân trái của mình. Nào, xoay cái người bạn về trái. Duỗi cái tay trái ra sau. Bạn xoắn nhẹ lưng về phía sau. Và đổi bên, hai tay đặt lên đùi, cúi nhẹ về phía trước. Đổi qua bên kia, tay trái nằm lấy mép ngoài chân phải, tay phải duỗi về phía sau. Sau đó cúi về phía trước, cúi nhẹ xuống và duỗi hai cái tay bắt lấy cái bàn chân, cúi sâu hơn chút nữa nếu được. Đạp hoàn toàn xuống nếu bạn muốn. Những bạn đang mang bầu hãy để ý vào vùng bụng của mình. Mình rườn rườn cúi về phía trước và giữ một chút nha. Đối với bạn đang bầu, để ý vào cái vùng bụng của mình coi nó có bị kẹt hay không. Mình rườn theo cái sự thoải mái của vùng bụng của mình thôi. Rồi từ từ duỗi hai tay về trước và nâng người ngồi lên. Và gỡ hai tay ra. Sau đó mình sẽ nằm ngửa cái người mình ra nào. Từ vị trí mà lưng duỗi nè, mình cuộn cái lưng lại. Rồi từ từ nằm ngửa về phía sau. Nếu có cái gì kẹt trên đầu hay trên tóc, mọi người gỡ ra ha. Hai tay dang ngang và úp xuống sàn. Mình lắc nhẹ hai cái đầu gối bên phải bên trái thoải mái. Hai cái bàn chân đạp chắc, hai bàn tay úp dưới sàn. Nào, cái đầu gối mình chỉ lên trời, mình đừng có kẹp vào ha, mình mở ra. Và mình sẽ nhấc lưng của mình lên xuống một vài nhịp. Nào, nhấc lên.
dùng lực của chân nha mọi người. Rồi hạ nhẹ nhàng xuống. Bạn nhấc cao hay thấp là tùy theo cái cảm giác và cái độ rượn của cái lưng, cái chân của mình. Nào cao lên nếu được. Cảm giác là nó, cái cổ của mình nó duỗi ra. Rồi hạ nhẹ nhàng. Tiếp tục nhấc lưng lên. Hạ nhẹ nhàng. Hai nhịp nữa nha, hít vào. Thở ra. Và nhịp cuối cùng, hít vào. Nếu muốn vào sâu hơn, hãy nhón cái gót chân này, đứng bằng mũi chân và dạn hết lên phía vai cổ của mình. Và từ từ đạp gót chân, hạ mông thoải mái, ép hai gối về phải về trái. Sau đó mình chập hai bàn chân vào, đầu gối khép lại, đổ cả hai cái đầu gối về bên phải của mình. Và xoay nhẹ gương mặt về bên trái, mình tạo cái độ xoắn nhẹ nhàng ở vùng eo, vùng lưng. Nếu mà mấy bạn bầu thì đau quá thì cái chân phía trên á, mình mở nó ra. Mình chỉ nghiêng một cái chân bên phải xuống thôi. Giữ ở đây một chút. Nha, đây là tư thế cho bầu này, còn tư thế bình thường mọi người ép hẳn xuống. Nâng lên trở lại, đổ qua bên kia. Và vặn vai về bên ngược lại, xoay gương mặt về bên phải của mình. Sau đó quay về dựa trở lại và mình đưa hai tay ôm lấy đầu gối, ép vào ngực, lắc lư vùng lưng bên phải bên trái thoải mái. Sau đó duỗi chân lên, vươn tay căng lại, rườn căng vùng lưng, rồi đáp hai chân duỗi dài về sau, hai tay vươn qua quả đầu kéo căng cái người ở ra. Rồi duỗi hai tay lên, nhấc vai lên, rớt xuống, rớt tay xuống, nhấc mông lên, lọng xuống, nhấc đùi và lắc lư đùi. Tìm cái vị trí mà vùng hông, vùng đùi của mình thoải mái. Và mình buông lỏng vào tư thế thư giãn và thả lỏng cuối cùng. Nào úp tay bên trái lên bụng, tay phải lên lồng ngực trở lại. Để ý vào hơi thở của mình. Cảm giác vào cơ thể mình nằm thoải mái, liên kết với mặt sàn. Cảm giác hơi thở của mình đều êm và sâu. Tập cho khi nào mình hít thì vùng bụng, vùng ngực nâng lên, khi nào thở thì nó hạ xuống. Tới khi mình cảm thấy thoải mái được rồi, hạ hai tay buông xuôi theo người luôn. Nào, mình lại đem sự chú ý của mình vào bên trong. Sự thoải mái hướng lên hai vai, xuống toàn bộ các đốt sống ở lưng, vùng hông, vùng đùi, hai đầu gối, hai gót chân mình nó đổ nghiêng về hai bên, không kiểm soát nữa, nó lỏng ra. Sau đó đưa lên gương mặt, thư giãn mắt, mũi và miệng của mình.
Nào mình hưởng một cái nụ cười ở bên trong và lan lên gương mặt. Cảm giác sự rạng rỡ bừng sáng trên gương mặt của mình. Cơ bắp được buông và thư giãn ra. Đỉnh đầu thoải mái. Mình chìm hoàn toàn vào sự nghỉ ngơi, sự thư giãn cuối cùng. Nếu mấy bạn đang đầu bầu mà hơi căng quá, hãy ghép cái chân lại và ngồi nằm như thế này. Hoặc là nằm nghiêng về bên trái nha mấy bạn đang bầu. Nào thư giãn hoàn toàn, nghỉ ngơi hoàn toàn cơ thể và tâm trí của mình. Hít một hơi sâu vào cùng nhau. Sau đó mình thở ra, co duỗi nhẹ các ngón tay, ngón chân. Duỗi tay, duỗi chân, đánh thức lại cơ thể của mình, lắc lư lại người mình. Yên nghiêng hai gối về bên này, về bên kia. Vặn vẹo cái người của mình trở lại. Sau đó khuỵu gối, nghiêng hoàn toàn cái người mình về một bên. Buông lỏng, giống như là tư thế đây là tư thế bào thai ấy, mẹ nằm trong bụng mẹ, nào nghỉ ở đây một chút xíu. Và dùng hơi, hít một nhịp sâu vào, dùng lực hít một hơi sâu. Nâng cái người mình lại ngồi lên luôn. Trở về vị trí ngồi thẳng trở lại. Hay ta đặt lên gối, lồng ngực mình mở thoải mái ra. Sau đó mình đưa hai tay chắp lại, cho nóng, thật nóng hai lòng bàn tay của bạn lên. Nào vẫn là cái nụ cười bên trong và vẫn cái sự rợn rỡ trên gương mặt mình. Mắt nhắm, mình dùng hai bàn tay nóng úp lên và thư giãn hốc mắt. Thấy hơi nóng lan từ lòng bàn tay lan lên hốc mắt. Nào hít một hơi dài cùng nhau. Mình gỡ hai tay ra, nhìn vào lòng bàn tay, mở mắt ra luôn. Và hạ nhẹ nhàng ngay lòng bàn tay. Chắp hai tay. Namaste. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã tập cùng Thương trong bài tập yoga vừa rồi. Hẹn gặp mọi người trong bài tập lần sau ha. Bài tập vừa rồi nó kéo dài rất là sâu vì mọi người sẽ ngủ rất là ngon và bắt đầu một cái ngày làm việc rất là thoải mái. Đối với những bạn bầu mà thường thắc mắc tại sao mình bầu mà mình vẫn gọn á, thì mấy bạn coi các cái bài chia sẻ trên của mình trên cái blog Yogi Travel, Yogi Mom VN ha. Mình có tạo một cái blog và diary lại ghi lại cái nhật ký, cái quá trình mang thai, ăn uống, tập luyện của mình như thế nào, thì các bạn có thể theo dõi ở trên đó nha. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong cái bài tập lần sau. Nhớ bấm nút đăng ký và bấm nút chuông. Mình sẽ gặp lại trong cái bài lần sau gần thôi nha. Bye bye mọi người.